Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, Joe Biden trở thành cái gai trong mắt chiến dịch tranh cử của Harris. Khi cơn bão Milton tấn công Florida tuần trước, Kamala Harris đã cố gắng hết sức để trông và nói như một tổng thống. Phó tổng thống đã tổ chức một chương trình phát sóng trực tiếp với ban lãnh đạo của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang. Sau đó, bà đã gọi điện trực tiếp đến CNN để trấn an người dân Mỹ rằng chính quyền của bà đang giải quyết cuộc khủng hoảng. Thông điệp này có ý nghĩa rõ ràng, bà đã làm được. Than ôi, Joe Biden cũng muốn chứng tỏ rằng ông là người nắm quyền, và điều đó làm mọi thứ trở nên rối tung. Vào thứ Sáu, Tổng tư lệnh thực sự đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp về thảm họa từ phòng họp báo của Nhà Trắng. Điều này đã làm lu mờ cuộc meeting lớn của Harris vào ngày hôm đó tại tiểu bang dao động quan trọng Michigan. Có vẻ như Harris và Biden không hát cùng một bài thánh ca bầu cử. Sự bất hòa đang bắt đầu lộ rõ. Tuần trước, Harris cũng đã chỉ trích thống đốc Florida Ron DeSantis vì đã ích kỷ trong phản ứng của mình với Milton. Joe tội nghiệp đã không nhận được bản ghi nhớ. Ông khen ngợi DeSantis vì phản ứng nhã nhặn và hợp tác của ông. Tất nhiên, những sự nhầm lẫn như vậy một phần là không thể tránh khỏi. Các phó tổng thống tranh cử chức vụ cao nhất háo hức sử dụng quyền lực của người đương nhiệm để củng cố sự hấp dẫn của họ. Nhưng người đương nhiệm thực sự có xu hướng cản trở. Chúng ta đã thấy những vấn đề chồng chéo tương tự với Al Gore và Bill Clinton năm 2000 và George W. Bush và Ronald Reagan năm 1988. Nhưng bản chất chưa từng có của việc Harris được đưa lên vị trí cao nhất trong danh sách ứng cử viên Dân Chủ khiến vấn đề Biden của bà thậm chí còn khó xử hơn. Kể từ khi bị loại khỏi cuộc đua năm 2024 một cách không thương tiếc vào mùa hè, Biden đã cố gắng hết sức để tỏ ra ủng hộ. Tôi hứa rằng tôi sẽ là tình nguyện viên giỏi nhất mà phe của Harris và Walz từng thấy, ông nói với Đại hội Đảng Dân Chủ vào cuối tháng 8. Nhưng ông ấy rõ ràng đang thất bại trong nhiệm vụ đó. Một phần là do sức khỏe tinh thần của ông ấy đang suy giảm. Ông ấy thường có vẻ không biết mình đang nói gì. Điều này khiến cho kỷ luật thông điệp trở thành một thách thức. Tuy nhiên, có bằng chứng ngày càng tăng về sự bất hòa giữa nhóm Joe và nhóm Kamala. Nhà Trắng đang thiếu một người trong phòng suy nghĩ trước hết và quan trọng nhất về cách mọi thứ sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch. Một phụ tá của Harris đã cầu nhào với Axios vào cuối tuần. Có sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các thành viên cấp cao được giữ lại của chiến dịch Biden-Harris và các nhân viên mới của Harris-Walz. Hai nhóm có những ưu tiên xung đột. Để bảo vệ di sản của mình, nhóm Biden muốn khoe khoang về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Để giành chiến thắng, nhóm Harris muốn giải quyết mối quan ngại của cử tri về tác hại dai dẳng của lạm phát. Bà ấy liên tục nói đã đến lúc lật sang trang mới về nền chính trị thất bại trong quá khứ. Nhưng đội ngũ của Biden thấy được sai sót rõ ràng trong khẩu hiệu đó. Biden và Harris đã nắm quyền trong gần 4 năm. Bà ấy chính là trang mà bà ấy muốn lật sang. Trong những ngày gần đây, chiến dịch của Harris đã phải vật lộn trên nhiều mặt trận. Những con số nội bộ ở các tiểu bang như Michigan và Wisconsin được cho là cho thấy Harris tụt hậu xa hơn so với các cuộc thăm dò công khai chỉ ra. Để giải quyết sự trượt dốc đó, Harris đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng trên phương tiện truyền thông. Nhưng điều đó đã thất bại vì bà rất tệ trong việc trả lời những câu hỏi khó. Cũng ngày càng rõ ràng rằng chiến dịch Harris-Walz đang mất dần sự ủng hộ của những cử tri nam giới có thu nhập thấp và những người không phải da trắng. Barack Obama đã đến Pittsburgh vào tuần trước để khiển trách những người anh em của mình vì không đủ phấn khích về khả năng bầu một người phụ nữ lai vào Nhà Trắng. Nhưng không bao giờ là một ý tưởng hay khi buộc tội những người ủng hộ mình là phân biệt giới tính. Sự can thiệp của Obama chỉ làm tăng thêm những lời xì xào về sự hoảng loạn
trong các nhóm dân chủ cấp cao. Rõ ràng là vị tổng thống đương nhiệm không giúp ích gì. Joe và vợ ông là Jill được cho là vẫn đang âm thầm tức giận về cách ông bị buộc phải rời đi. Gia đình Biden là những người tự hào và vợ của tổng thống được cho là đã không tin tưởng Harris kể từ năm 2019 khi bà tấn công người đàn ông của mình trên sân khấu tranh luận sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Khi một chiến dịch đang loay hoay, những mối thù tiềm ẩn có xu hướng bùng phát. Chúng ta có thể chắc chắn rằng nếu Harris thua, nhóm Joe sẽ không thể cưỡng lại việc đưa ra lập luận rằng ông ấy sẽ đánh bại Donald Trump. Nhưng thực ra, chiến dịch của Kamala Harris rõ ràng không phải là về chính sách hay bài phát biểu, mà là về mong muốn chức tổng thống của bà thành hiện thực. Mỗi cuộc bầu cử tiếp theo dường như ngày càng trở nên trực tuyến hơn. Chiến dịch của Kamala Harris được trang bị một chiến lược do một vài phụ nữ 25 tuổi nghĩ ra trong một quán cà phê Bushwick, nghĩ rằng cuộc bầu cử sẽ thắng bằng cách giấu ứng cử viên đi và thay thế cô ấy bằng một loạt các meme và khẩu hiệu đáng xấu hổ. Thật không may, họ có thể đúng. Khi bạn có một ứng cử viên gặp vấn đề khi sâu chuỗi ba câu không có kịch bản lại với nhau thành một thứ mạch lạc, bạn phải tìm cách khác để đẩy cô ấy qua vạch đích. Điều đó có nghĩa là đưa cô ấy tránh xa báo chí càng nhiều càng tốt, giới hạn các bài phát biểu chỉ dành cho những bài phát biểu có máy nhấp chữ và thay đổi lập trường chính sách của bạn nhiều lần đến mức không ai biết bạn thực sự đang tranh cử về điều gì. Này, điều đó đã hiệu quả với Joe Biden. Các meme lords nội bộ của Kamala có thể là all current, nhưng chỉ vì các cố vấn biết rằng màn trình diễn phỏng vấn của phó tổng thống bị kẹt trong một bộ phim hài tình huống hoặc thủ tục cảnh sát thập niên 90. Kịch bản vẫn như vậy trong năm vừa qua. Một câu hỏi hiển nhiên mà cô ấy nên chuẩn bị. Một tiếng cười ngượng ngùng. Thé thé khi cô ấy cố gắng mua thêm thời gian để với tới câu trả lời mà mọi người đã cung cấp cho cô ấy. Một màn thứ ba của món salad từ ngữ ngon lành. Khẩu tí nữa. Bạn nghĩ mình vừa ngã khỏi cây dừa à? Đây là lý do tại sao Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ là một trong những đại hội được dàn dựng nhiều nhất trong vài thập kỷ qua. Nhẹ về chính sách và nặng về sự dùng mình quen thuộc. Tất cả đều là một cảnh tượng được tạo ra để giúp bạn quên rằng ứng cử viên đang tranh cử từng có tỷ lệ chấp thuận thấp hơn Biden và vẫn chưa bao giờ có phiếu bầu sơ bộ nào cho bà ở vị trí cao nhất. Chưa bao giờ. Không phải là nó quan trọng. Chiến dịch rõ ràng không phải là về các chính sách hay bài phát biểu, mà là về mong muốn chức tổng thống của bà thành hiện thực. Như đã chỉ ra trên trang web The Spectator, nếu mọi người thực sự tin rằng bà có thể trở thành tổng thống, rằng bà là một ứng cử viên có tính cạnh tranh, thì tương lai đó có thể được thể hiện. Không có điều gì mà bất kỳ ứng cử viên nào nói thực sự quan trọng. Điều này đã biến con đường vận động tranh cử thành một đoàn kịch ứng biến của trường đại học, mặc dù không ai biết những gợi ý của khán giả đến từ đâu. Một mặt, chúng ta thấy không có thuế đối với tiền boa và IVF miễn phí so với... Cũng không có thuế đối với tiền boa cộng với thuế đối với thu nhập từ vốn chưa thực hiện ở mặt khác. Trump và Kamala đều đang cố gắng thoát khỏi gánh nặng của những gì đã xảy ra. Để giúp vấn đề này, các chuyên gia về thông tin sai lệch đã trở nên im lặng một cách khủng khiếp trong vài tháng qua. Gần như thể việc kiểm soát thông tin sai lệch có nghĩa là để làm im lặng một bộ phận nhất định của một nhóm dân số không mong muốn. Và bây giờ ngay cả các chính trị gia cũng tham gia vào cuộc vui, đưa những gì từng là lãnh địa của những kẻ phá đám ẩn danh trên mạng xã hội trực tiếp đến các cuộc vận động tranh cử. Amber Duke đi sâu vào sự trỗi dậy nổi bật của Blue Anon, tên viết tắt cho sự gia tăng các thuyết âm mưu cánh tả bắt đầu trên Twitter trước khi tìm thấy cuộc sống mới nhờ những người như Elizabeth Warren và Tim Walz. Blue Anon dường như là sân nhà của một người như Walz, như Benjamin Netch chỉ ra. Chúng ta đã phát hiện ra rằng Thống đốc Minnesota
dường như có mối quan hệ không thoải mái với sự thật. Vì gần như mỗi tuần kể từ khi ông tuyên bố là ứng cử viên phó tổng thống, chúng ta lại tìm thấy những câu chuyện mới, từ nghĩa vụ quân sự của ông cho đến những lời cường điệu về chính những đứa con của ông. Đây là chuẩn mực mới của một đảng dường như đã đi ngược lại lời khuyên của Michelle Obama khi họ nhận thấy đảng Cộng Hòa đang đi xuống. Tại sao không đi xuống? Tiếp giáp với hiện tượng Blue Anon, các phương tiện truyền thông chính thống đã làm hết sức mình để ghi nhớ sự kiện một cựu tổng thống đã suýt bị ám sát chỉ vài tháng trước. Drew Holden tìm hiểu cách thức và lý do tại sao điều này lại xảy ra. Ở phía bên kia của sự chia rẽ về ý thức hệ và phương tiện truyền thông, Aidan McLaughlin đi sâu vào thế giới của những người có ảnh hưởng trực tuyến với hồ sơ về Patrick Beth David. Bạn có thể chưa từng nghe đến anh ấy, nhưng có thể ai đó trong cuộc sống của bạn đang xem kênh YouTube của anh ấy. Anh ấy dễ dàng thu hút được lượng khán giả lớn hơn hầu hết các mạng tin tức cáp. Là một người ủng hộ nhiệt thành của Trump, Beth David đã bước lên sân khấu chính trị từ hư không và hiện đang điều hành một đế chế truyền thông nhỏ. Kiểu trang phục mà quán cà phê Bushwick của Kamala ở độ tuổi đôi mươi sợ nhất. Đầu năm nay, Đảng Dân Chủ có hai lựa chọn. Một ứng cử viên đã mất hết khả năng vì quá già, hoặc một phó tổng thống dường như chưa bao giờ có khả năng ngay từ đầu. Họ đã chọn cái sau. Người dân Mỹ hiện đang phải đối mặt với một tình huống khó xử tương tự, và nhiều người không rõ điều nào tốt hơn. Hãy bỏ phiếu cho người đàn ông sử dụng các cuộc meeting của mình để giải quyết mối hận thù với những người đã làm hại mình, và chỉ trích về các cuộc bầu cử bị đánh cắp, hay người phụ nữ có tính cách Marxist như Mark Estrake đã phát thảo, gặp khó khăn khi nhai một vài câu không có trong kịch bản. Lựa chọn chắc chắn là không phải trẻ con. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.